Nhóm thứ tư đó là nhóm bơ sữa. Thì trong bơ sữa nó có rất là nhiều axit béo no, đặc biệt là những cái sữa mà không tách béo. Và chính những cái chất này thì làm cho da của chúng ta dễ bị tổn thương khi bị tác động của các cái tia UV. Xin chào các bạn, và video ngày hôm nay bác sĩ Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn một chế độ ăn giúp các bạn giữ gìn được nét thanh xuân. Thực tế là chế độ ăn ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như là đến nhan sắc của người phụ nữ, và trong đó có những cái thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe của mình, nó giúp cho cơ thể của mình trẻ ra. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều loại thực phẩm làm cho các bạn già đi, da xỉn màu hơn, nhăn nheo hơn một cách nhanh chóng. Vậy thì để có một cái chế độ ăn tuyệt vời giúp cho các bạn trẻ hóa thì chúng ta cần phải tránh xa những loại thực phẩm nào? Loại thực phẩm đầu tiên đó là thực phẩm chiên rán ở nhiệt độ cao, thông thường như là khoai tây chiên, thịt rán, gà rán hoặc là tóp mỡ. Đa phần những cái loại thực phẩm mà bác sĩ Nguyên vừa nêu ra thì nó không hề tốt cho sức khỏe của chúng ta, bởi vì nó có một cái hàm lượng calorie cực kỳ cao và chất béo bão hòa rất rất cao. Chúng sẽ không hề tốt cho những người gặp những vấn đề như là béo phì, bệnh tim mạch hoặc là các bệnh về xơ vữa động mạch, mỡ máu cao. Những cái thức ăn này khi mà chúng ta chiên rán ở nhiệt độ cao thì nó sẽ sinh ra các cái gốc tự do, và chính những cái gốc tự do này nó làm tấn công cơ thể, gây nên phản ứng viêm, gặp các tình trạng về bệnh lý mãn tính chẳng hạn như là ung thư, các bệnh về chuyển hóa. Và loại thực phẩm thứ hai tuyệt đối là chúng ta cũng không nên ăn bởi vì ảnh hưởng cực kỳ xấu đến sức khỏe, đó là những cái loại thịt đã chế biến sẵn, nhất là thịt như là xúc xích hoặc là thịt xông khói thì nó được cho rất là nhiều muối, và khi mà chúng ta ăn những cái thực phẩm mà quá nhiều muối thì nó sẽ gây nên tình trạng là huyết áp cao. Cơ thể của các bạn sẽ cảm giác rất là khát nước, các bạn phải uống rất là nhiều nước vào. Đồng thời lúc đó thì thận phải lọc cực kỳ mệt nhọc, và nó cũng làm cho cơ thể của mình dễ bị tích nước và mắt của chúng ta sẽ dễ hình thành nên các cái bọng mắt. Ngoài ra thì những cái loại thịt mà chế biến sẵn như thế này thì nó có rất là nhiều chất bảo quản để mà bảo vệ cái thực phẩm không bị hư hại, mà những cái chất bảo quản này thì được cho là nó rất là có hại cho cơ thể khi mà chúng ta ăn nhiều, chẳng hạn như những chất như nitrit, nitrat thì nó còn gây nên cái tình trạng là ung thư. Loại thực phẩm tiếp theo mà chúng ta cũng nên tránh xa hoặc là hạn chế bớt đó là đường và tinh bột, chẳng hạn như là cơm trắng, gạo trắng. Tất nhiên chúng ta sẽ không thể nào cắt bỏ được hoàn toàn tinh bột, bởi vì là nếu mà không có tinh bột thì cơ thể mình sẽ không có năng lượng để mà hoạt động. Cơm trắng, bột mì đã qua tinh chế, loại bỏ đi cái lớp cám thì nó rất là nghèo dưỡng chất cũng như là vitamin. Đặc biệt là mọi người biết là cái lớp cám ở ngoài gạo hoặc là bột mì thì nó rất là nhiều vitamin B1. Khi mà chúng ta loại bỏ đi nó hoàn toàn thì chúng ta đã loại bỏ đi một cái lượng lớn vitamin B1. Và cơm trắng hay là bột mì nó chính là carbohydrate, mà carbohydrate khi mà ăn vào trong cơ thể, nếu mà chúng ta ăn quá nhiều thì rất là dễ gây nên tình trạng là béo phì, và đường máu tăng nhanh một cách đột ngột, nó cũng là một trong những cái nguy cơ dẫn đến cái tình trạng là bị tiểu đường. Đồng thời thì khi mà chúng ta ăn quá nhiều đường, nó cũng chính là cái tác nhân làm cho da mình bị lão hóa và chảy xệ nhanh hơn, do nó làm cho collagen bị cứng và dày, dễ bị gãy, sau đó thì da của chúng ta sẽ bị sụp xuống và hình thành nên các cái nếp nhăn. Nhóm thứ tư đó là nhóm bơ sữa. Thì trong bơ sữa nó có rất là nhiều axit béo no, đặc biệt là những cái sữa mà không tách béo, và chính những cái chất này thì làm cho da của chúng ta dễ bị tổn thương khi bị tác động của các cái tia UV. Mà các bạn biết là tia UV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên cái tình trạng lão hóa da này, như là nhăn này, chảy xệ hoặc là nám sạm da. Nhóm thứ năm đó là trà và cà phê. Uống một ít trà, một ít cà phê thì mang lại cái cảm giác là sảng khoái, tinh thần của các bạn phấn chấn hơn. Và trong trà hay là cà phê thì cũng rất là nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, đối với một số người mà nghiện trà, nghiện cà phê thì nó lại có tác dụng gây hại, bởi chúng sẽ gây nên cái tình trạng là mất ngủ. Mà khi mà cơ thể của chúng ta bị mất ngủ, nó sẽ kiệt quệ, da dễ bị khô, mất nước nhanh hơn. Vậy thì những cái nhóm thực phẩm nào sẽ giúp cho cơ thể của mình trẻ hóa để mình ăn tăng cường? Thì nhóm đầu tiên đó là nhóm hoa quả tươi. Những cái loại trái cây mà nó cực kỳ tốt cho sức khỏe của chúng ta, sức khỏe tim mạch cho đến tiêu hóa, mà các bạn nên bổ sung vào trong cái bữa ăn của mình hàng ngày, như là quả bơ, quả táo, quả chuối và các cái trái cây mọng nước, chẳng hạn như là cam, dâu hoặc là các cái trái berries. Trong những cái loại trái cây này thì nó rất là giàu các cái loại vitamin như là vitamin C, vitamin E và vitamin A. Đây là những cái vitamin mà nó có khả năng chống lại các cái gốc tự do gây hại cho cơ thể và giúp cho cơ thể của mình trẻ hóa hơn. Đặc biệt là cái vitamin C nó còn giúp da mình sáng và đều màu hơn, hỗ trợ cho quá trình tổng hợp nên sợi collagen để giúp da mình săn chắc và trẻ hơn. Ngoài ra thì những cái
cái loại trái cây này nó cũng rất là nhiều chất chống oxy hóa cũng như là chất xơ hòa tan, mà chất xơ hòa tan thì cực kỳ tốt cho hệ đường ruột. À, nhưng mà các bạn đừng lầm tưởng giữa việc là ăn trái cây và việc uống nước ép nó hoàn toàn giống nhau. Thật ra là nó khác nhau hoàn toàn. Nước ép trái cây thì nó chỉ còn lại là nước và một ít vitamin và đa phần nó là đường. Trong khi chúng ta ăn trái cây thì nó sẽ được trọn vẹn hơn và nó có cái chất xơ hòa tan thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Các bạn tưởng tượng là bây giờ uống một ly nước ép, chắc chắn là chúng ta sẽ ép rất là nhiều quả thì cái lượng đường cực kỳ lớn và cái chất xơ thì mất đi, thì nó sẽ nạp vào cơ thể mình một cái lượng đường cực kỳ lớn. Tuy là đường trong trái cây không phải là đường gluco mà lại là đường fructo, thì cái đường fructo này nó làm cho mình có cái cảm giác là không no và không có tăng đột ngột giống như là đường gluco. Chính vì cái lẽ đó mà mình sẽ uống quá nhiều nước trái cây thì nó cũng gây nên cái tình trạng là mập, và những cái người tiểu đường thì chúng ta cũng nên hạn chế. Còn đối với việc ăn trái cây thì nó sẽ giàu chất xơ hơn. Đặc biệt là một số loại nước trái cây mà chúng ta mua ở trong siêu thị mà người ta đã cho thêm đường để cho điều vị lại cái nước trái cây nó ngọt hơn, thì các bạn cũng hạn chế uống, bởi vì cái lượng đường thêm vào là rất lớn và cũng gây nên cái tình trạng là các bạn sẽ bị béo phì hoặc là gây nên các cái bệnh về chuyển hóa khi mà ăn quá nhiều đường. Nhóm thực phẩm tiếp theo cũng cực kỳ tốt cho sức khỏe, đó là các loại hạt và các loại đậu. Các loại hạt và loại đậu thì là nguồn cung cấp protein chay cho những người mà ăn chay rất là dồi dào. Vì vậy mà người nào mà chúng ta ăn thực vật nhiều hoặc là ăn chay thì chúng ta nên bổ sung đậu và các loại hạt để mà có thêm protein cho cơ thể. Ngoài ra thì trong hạt và trong đậu thì cũng có rất là nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể mà cơ thể của mình không thể tự tổng hợp được mà chúng ta phải lấy từ bên ngoài vào. Và một số cái loại đậu, loại hạt như là hạt lanh này, hạt chia này thì cũng rất là nhiều omega 3, thì nó sẽ hỗ trợ tốt cho hệ tim mạch của các bạn. À, còn đặc biệt thì phụ nữ của chúng ta phải ăn tăng cường đậu nành, đặc biệt là phụ nữ đã sang 35 tuổi, tại vì trong đậu nành thì nó có một cái chất gọi là isoflavone, thì cái chất này được gọi là phytoestrogen, nghĩa là estrogen tự nhiên từ thực vật, và chúng ta ăn vào thì bổ sung cho cái lượng estrogen trong cơ thể của mình đang bị thiếu hụt. Mà khi có estrogen thì cơ thể của người phụ nữ của chúng ta mới có thể trẻ và đẹp được. Và nhóm thứ ba, một nhóm được mệnh danh là rất tốt cho cơ thể của chúng ta, đó là nhóm rau xanh. Rau xanh là một loại thực phẩm được xem là cực kỳ tốt cho cơ thể. Rau xanh có rất là nhiều ưu điểm như là giàu chất xơ, ít carbohydrate, hầu như không có chất béo, nên nó cực kỳ tốt cho những người mà đang có mong muốn là giảm cân, những người gặp tình trạng về tiểu đường hoặc là những người đang gặp bệnh lý về tim mạch. Và một số loại thực vật được xem như là siêu thực phẩm mà các bạn nên ăn như là ớt chuông, bông cải xanh, măng tây, tỏi, dưa chuột. Đây là những loại thực vật mà nó cực kỳ tốt bởi vì rất là nhiều vitamin, rất là nhiều khoáng chất, giàu nước, mà trong cái bữa ăn nào nếu mà có thì rất là tuyệt vời. Một cái lưu ý mà các bạn có thể ghi nhớ đó là những cái loại rau mà có màu xanh đậm thì rất là nhiều chất chống oxy hóa. Còn đối với những cái loại rau mà có màu đỏ, màu vàng thì nó rất là nhiều vitamin A. Nhóm thực phẩm cuối cùng rất ngon và lại rất là bổ dưỡng mà chúng ta nên bổ sung đó là cá biển và hải sản. Cá biển và hải sản là một cái nguồn đạm dồi dào mà cơ thể của chúng ta rất cần để duy trì cái hoạt động thể lực, giúp cho các bạn hình thành nên các cơ bắp trên cơ thể, rất là phù hợp cho những người mà thường xuyên vận động nhiều, tập thể dục. Đặc biệt là trong cá biển thì rất là giàu omega 3, mà omega 3 thì rất tốt cho trẻ em, cho phụ nữ mang thai và kể cả người già. Bởi vì khi mà chúng ta cung cấp đủ omega 3 cho cơ thể thì nó sẽ làm tăng cường cái trí nhớ lên này. Tiếp theo là nó hỗ trợ cho sức khỏe về mặt tim mạch này. Và cuối cùng là nó còn giúp giảm viêm, rất là tốt cho những người đang có vấn đề về xương khớp. Vì vậy mà nếu chúng ta sắp xếp được một tuần ăn khoảng tầm 2 bữa cá biển thì sẽ rất tốt cho cơ thể. Một số loại cá rất là giàu omega 3 mà chị em của chúng ta nên ăn đó là cá cơm này, cá hồi này, cá mòi này, cá trích này, và cả những cái loại hải sản như là tôm, sò, ngao thì rất là nhiều kẽm và rất là nhiều cái chất mà cần thiết cho cơ thể mà chị em của chúng ta nên bổ sung. Hy vọng là qua video này các bạn biết lựa chọn cho mình những cái loại siêu thực phẩm để có thể có một cái sức khỏe dồi dào, một cái làn da tươi trẻ và tránh xa được những cái loại thực phẩm mà nó gây hại cho cơ thể. Đừng quên xem những video của bác sĩ Nguyên ở bên tay trái, bên tay phải và nhấn vào nút đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.